Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Sáng nay mình sẽ ra sau nhà mình quay cây nhãn với lại mấy cây ăn trái của nhà mình cho cô chú anh chị cùng xem nha. Đây cây nhãn nhà nè cả nhà ơi. Đây nhãn nhà trồng nha cả nhà ơi. Bỏ về trái luôn nha. Chắc kẹp mà. Ở dưới này nó cũng có lặt cái giáo cả chân. Dưới này toàn hộp bự không ạ. Trên mới là hộp tiêu. Chắc mấy giờ phải không? Dạ. Đây mang cầu trái hoàn quái 34 mà nó không sẽ thuốc sâu. Ở nhà có cây nhãn duy nhất các bạn. Nên để ăn với không có xịt thuốc nha cả nhà. Có nhiều ăn nhiều nha cả nhà. Cây nhãn này cũng ngộ lắm cả nhà. Cái nhánh nào mà nó hộp tiêu là hộp tiêu, mà cái nhánh nào hộp bự là nó hộp bự cả nhà. Mình cũng thấy ngộ ngộ nữa cả nhà. Ở phía dưới này thì trái lưa thưa cả nhà. Tại vì thuận tay cả nhà. Dớ lên hái thôi. Còn phía trên đây thì trái là thấy cái cả nhà thấy không, nhóc luôn. Mời cả nhà ăn nhãn nha. Đây cả nhà thấy thịt nhãn đã luôn á, nhưng mà nó vẫn chưa lớn hết cỡ nha cả nhà. Đợi cái tháng 8 âm lịch đó cả nhà là trái nó mới bự, nó bự hết cỡ luôn nha cả nhà. Đây mời cả nhà ăn trái nhãn này với mình nha. Thịt nó rất là nhiều nha cả nhà, thịt nhiều ngọt, với hộp cũng hơi bự. Trái nhãn đầy cơm luôn nè cả nhà. Trái này thì hộp nó hơi bự nha cả nhà. Đây giờ mình sẽ leo lên cây cho cả nhà cùng xem nha. Mình leo cây không có giỏi nên khó leo nha cả nhà. Đây mời cả nhà ăn trái nhãn nha. Nhãn ở nhà nên ăn bao nhiêu cũng được cả nhà. Để nhãn này mình để nó tự nhiên nha cả nhà. Nhiều khi chim nào nó ăn, rồi dơi rồi nó ăn nữa cả nhà. Nên trái nó hơi lưu thưa nha cả nhà. Ăn hả? Ăn hơi không đây? Nó nhép vô đây không đây? Để chờ. Tôi nhóc nhà quá trời luôn nè. Đây hộp tiêu cả nhà. Giờ mình sẽ leo cao hơn chút xíu nữa nha cả nhà. Ồ quá trời luôn. Mấy cái nhánh nằm trên nóc nhà quá trời trái luôn nè cả nhà. Có một tay mình vừa cầm máy quay mình vừa leo nên hình ảnh nó hơi rung cả nhà thông cảm nha. Đây phía đây trái nó bự mà chắc nó chưa có đủ lớn nữa cả nhà. Trái nó còn non đó nha cả nhà. Đây bên đây có nhiều. Ăn phút 2 phút.
mình sẽ bẻ xuống nhánh cho thằng cháu này ăn nha cả nhà. Đây cháy đầy thịt nhiều nữa cả nhà. Mời cả nhà cùng ăn nha. Mình cũng đã xuống được phía dưới này cả nhà. Giờ mình sẽ quay lại toàn cảnh cây nhãn rồi cho cả nhà xem nha. Trời cũng bắt đầu chuyển mưa rồi nè cả nhà. Trời đang sắp tối. Quay nó hơi không có rõ cả nhà thông cảm nha. Đây mây đen phía trên đầu nè cả nhà thấy không? Trời chiếu mưa luôn. Đây cây ổi nhà cả nhà. Ổi nè cả nhà. Sẵn tiện mình quay thêm mấy cây ổi chia sẻ lên cả nhà nha. Non quá trời. Đây cả nhà. Quá trời. Ôi trên kia. Đây chanh nè cả nhà. Chanh quá trời luôn, sao má không hái đi má. Chanh này hái được nè má ơi. Dạ. Quá trời luôn nha. Đây nữa. Wow, tôi đủ luôn. Wow. Mình chung vô mình quay cho cái nhà thôi. Wow. Đây. Đây cái nhà. Trên này vừa có nước rồi nha cái nhà. Ở ngoài nhìn thấy nhiều, vô trong không thấy gì hết trơn. Ồ, dài quá. Nè, nè. Review cây chanh xong rồi mình giờ mình ra qua mình hái ổi ăn nhé cả nhà. Ổi nhà không có xịt thuốc nha cả nhà.
Đây mình chui vô vườn nha cả nhà, ở giờ sống lâu nha cả nhà. Thấy trái nó đẹp quá rồi, ai dễ bị sâu cả nhà. Mình sẽ hái trái khác nha cả nhà. Đây tiếp tục chà vô vườn nha cả nhà. Đây trái này không sâu nè cả nhà. Ăn nó hơi chua chua tại ổi non nha cả nhà. Mời cả nhà ăn nổi nha. Ổi rất là ngon, rất là giòn nha cả nhà. Còn đây là cây mẫn cầu nha cả nhà. Ở ngoài Bắc người ta còn gọi là trái na cả nhà. Đây trái nó vậy là nó già nha cả nhà. Mà ta nó chưa chín thôi, mình phải hái vô mình vú nó mới chín. Có trái này nó bị thúi luôn rồi. Mình hái dục nha cả nhà. Ổi ngon rồi, giòn lắm luôn rồi cả nhà. Hôm trời cũng đổ mưa rồi mọi người. Mưa cũng lớn quá cả nhà. Video mình đến đây cũng xin kết thúc nha cả nhà ơi. Cả nhà có yêu thích video của mình xin hãy cho mình một like và đăng ký kênh và chia sẻ nha cả nhà ơi. Tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà vào video tiếp theo của mình nha. Bye cả nhà nha.